đấy nói Bình Phương á, mày khôn á, mày nói vừa 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 thôi, mày nói quá tao bóc ra là còn nhục hơn á. Tao tôn trọng bố mẹ mày đấy, tao không muốn nói đấy, nhưng tao chỉ nói cái ý đó người ta hiểu. Cái chỗ ai cũng có thể tới là cái gì? Ừ, nhà mày không phải là trung ương cục, bố mày không phải là bí thư trung ương cục nhá, thì là cái gì? Chỉ là một cái cơ sở cách mạng bình thường thôi, hiểu chưa? giờ nói cái gì bây giờ nói cái gì nữa bây giờ ông Tuấn ông để ông đã chốt như thế rồi ông Tuấn nó chốt như thế rồi bây giờ rất là khó nói anh sang ra mà Bây giờ giờ khó nói vấn lắm. đề đó em cũng em đúng là như ông Tuấn nói là em cũng lên công gì không gian mạng em nói rồi chứ không phải em nói đâu đó là cái chuyện đưa cái giấy chứng minh đây thẻ đảng thì em không tin là có cho nên em thách cái thẻ đảng thì như anh Phương thì nó nặng đô quá em chỉ kêu đưa cái sợ không dám đưa lên không gian mạng thì chụp hình gửi qua đây đó ông Tuấn cũng nói có rồi còn cái chuyện anh Phương anh Thách thì cũng có rồi đấy còn bây giờ ổng là ai thì tự ổng chứng minh chứ có phải anh em đi chứng minh ổng đâu nói thật chứ ông Tuấn ông kêu là ông đi bóc trần nhưng thực ra là ông này nếu mà chịu khó suy nghĩ lại tí xíu những cái gì mà ông đã tự nói về bản thân ổng thì ổng cũng tự bóc trần ổng khá nhiều còn để anh em nói ra thì nó nhục nó quê thôi chứ đâu. Nói chung mày đưa cái thẻ đảng ra đi, ở đây không ai nói là ông khoe đâu, yên tâm, ở đây là người lớn mà không ai nói là khoe mẻ như bọn trẻ con đâu. Rồi người ta có làm gì thì người ta cũng làm chính đáo để không ảnh hưởng đến uy tín và danh dự. Nói khi mà nó cứ nói mình là Việt gian rồi này cái là chứng tỏ nó ngu dốt rồi, nó thẳng luôn, nó bi quá không biết làm cái gì đó, bây giờ cứ kiểu chửi cho lấp đi cái chuyện á, lấp sao được Bình Phương, không bao giờ lấp được đâu Bình Phương ơi. Mày chọc đúng chỗ rồi Bình Phương à, nó hợp mày đấy. Mày đừng có dựa anh hơi Tuấn nghe người này nói người kia. Sao em? cái chiêu lấy thịt đè người đó anh Tuấn cái chiêu lấy thịt đè người có nghĩa là lúc đầu đó lúc mà ông Sang Kha ông im lặng á thế là coi như là kéo một bên coi như là đi đêm với một bên gọi điện vận động sau đó có một bên nó nhảy nó chửi ông Sang Kha à, rồi nhờ thằng Tạo giới thiệu kênh cho thằng Tạo đi thằng Tạo chửi ông Sang Kha xong rồi cái chia sẻ ra sao lại đến nông nỗi này Sang Kham ơi ấy cái kiểu ấy Còn cái chuyện chiêu thức tao thì anh theo anh là như vậy. Nói chung là cũng cảm ơn ông Bình Phương giúp cho thằng tao kênh nó phát triển. Thì anh đã nói rồi, anh có comment anh nói thẳng đó, mày cứ chửi chú đi để cho kênh mày phát triển, có coi gì đâu. bây giờ em quay trở lại đến đến anh Bình Phương anh đây không phải là anh em nhá là anh tôi trên mạng xã hội đấy hôm nay là nâng thêm một tầm cao mới nữa rồi Việt gian biên ải tưởng là đến hết tầm rồi ấy. Nhưng mà bây giờ nào là đĩ điếm nào là tú bà nào là lưu manh giả danh trí thức rồi nào là Việt gian là hôm nay lên tầm mọi rồi ok ông Bình Phương ạ. Tôi đã nhắc với ông mấy lần rồi, ông đừng lên nói những cái câu chuyện về chính trị, về lịch sử, về xã hội nữa, nhục lắm bởi cái bản thân của ông còn có cái vẹo gì nữa đâu. Lúc nào cũng xưng kiến thức nền học nó đọc cho nó ngấm, đấy nó chuyển hóa thành vào kiến thức nền của mình. Nhưng ông nói cái gì ra thì cái cơ sở lý luận ban đầu của ông cũng cũng hỏng cũng thiếu ấy. Cho nên là ông mới có cái ông có tài tổ chức ngôn ngữ rất là tốt cho nên là nói tràn đi đáng nhẽ ra cái tài này ông đi làm cái MC đám cưới ấy. Đấy, nhưng mà ông phải tém tém cái mồm lại nói thành bài thành bản mới được chứ còn nói tràn giang đại hải này chả được cái gì đâu đấy ba bốn vấn đề tôi đặt ra đấy. Nói thực sự tôi nói như vậy có 7 đời nhà ông chống lại ấy, cũng không chống lại được bởi vì ông không có đủ cơ sở ông nói sai cơ sở lý thuyết từ đầu ông không giải quyết được cái vấn đề thì ông cứ lên ông cứ chửi người khác là thế nào làm sao mà chửi được khi thất bại thì mới chửi đúng không ạ khi thất bại thì mới lại không làm thế nào được nữa để chửi bậy để giải tỏa cái tâm lý của mình đúng không nào là cộng sản nguyên thủy đây tôi khoét hai ba cái lỗ thôi cái lỗ đầu tiên tôi khoét là cái cộng sản nguyên thủy ấy, ông ra ông chứng minh đi rất đơn giản có thế thôi
Rồi cái chuyện ông vu khống tôi là có quan hệ tiền nong với lại hai người phụ nữ ở Đức ấy. Đấy, hai cái vấn đề này rất nhỏ, chứ đừng có để tôi khoét thủng ra, tôi vạch ra đúng 17 cái lỗ thủng trong cái nền tảng kiến thức của ông nữa ấy. Thì lúc ấy cái mặt ông không còn gì cái gì nữa đâu nha ông Bình Phương nhé. Nói không có cái gì để mà nói với ông này. Người ta lên mạng đấy, người ta lên mạng, người ta trò chuyện, người ta cười nói tươi vui, cái tâm thế người ta thư thái thế này, có đâu mà cái mạng hằn học nó nỗi là gì, nói không lại người ta rồi đem gia đình, đem vợ con cho người ta ra để nói, để chửi bậy, để nhục mạ, rồi dựng chuyện, cứ be be lúc nào cũng bảo chính nghĩa, lúc nào cũng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước, xây dựng những cái việc là xây dựng cho làm sao cho mạng xã hội nó trong sạch, làm cho cái đời xã hội nó tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn bằng cách dựng chuyện à? Bằng cách chửi bậy à? Làm như thế này nó có tốt đẹp hơn được không? Bởi bản thân ông đã không tốt đẹp rồi thì ông phun những cái thứ gì ra nó có tốt đẹp được hơn không? Không có. Suy nghĩ lại đi ông già. Người ta bảo nhân sinh thất thập cổ lai hy. Bước vào cái chuyện thọ xưa nay 70 xưa nay hiếm, ở xã hội này nó không hiếm nữa. Già rồi thì để cho người ta già, để cho người ta nể, người ta nể trọng cái tuổi già chứ. Già rồi bây giờ đang để cho trẻ con nó văng các thứ của ngon vật lạ và chán cho để tự hào lắm à ông Bình Phương. Kỳ lạ. Ông có thấy ông giống cái anh nông dân mù chữ mà lại làm một cái đề án phát triển kinh tế vùng, phát triển nông nghiệp toàn vùng miền của vùng miền Tây Nam Bộ không? Hả? Có giống cái thằng nông dân mù chữ mà nó lại làm một cái đề án cải tạo nông nghiệp cho cả vùng Tây Nam Bộ không? Vùng đồng bằng sông Cửu Long không? Những cái lúc mà nói chuyện rồi có người ta đặt ra cái vấn đề là cái gì, cái kênh đảo Phù Nam ấy, ngọng líu ngọng lo ngọng co cả lưỡi, mà trên con đường đi nó nó ảnh hưởng đến lưu lượng nước dòng chảy, nó là xâm thực mặn ngược, xâm ngược trở lại từ ngoài biển vào, nó lở đất rồi nó biến chất đất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, người ta phải có cái gì cải tạo nông nghiệp ra làm sao. Ông mù ông phải nhìn thấy mờ mờ ấy, bây giờ ông về cái vùng Bến Tre còn cái cây gì sống được ngoài cây dừa không? Gân cổ lên cãi, ơi người ta có xây thì người ta cũng phải có một cái hiệp định trong ủy hội sử dụng sông Mê Công để mà đảm bảo cái lưu lượng nước tối thiểu nó sẽ ảnh hưởng ít, nó không đến nỗi thế này thế kia đâu. Ông biết cái đếch gì đấy đến ảnh hưởng toàn diện cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhà người ta cũng làm, cái nhà người ta làm, người ta được Trung Quốc hỗ trợ thì người ta vẫn làm kênh đào nó sâu hàng 4,7 mét, rộng hàng 100 mét ấy. Hiệp định nó là hiệp định quyền lợi người ta thì người ta cứ làm. Rồi nó ảnh hưởng toàn diện, rồi là cái sự suy giảm dân số ở đồng bằng sông Cửu Long. Cha sẽ biết cái gì á? Từ kinh tế cho đến dân số, nói chuyện với ông tôi thấy ngấy hết cả người. Rồi đến lúc người ta đặt, có cái người người ta đặt lên đến đấy, ông bà ông ấy nói thánh nói tướng có vẻ ghê lắm, nhưng mà cuối cùng là gì, ông né tránh. Bởi vì mức độ của ông ấy chót vỗ ngực rồi thì ông ấy bảo bây giờ tìm hiểu ủy hội quốc tế sử dụng nguồn nước, khi nào có điều kiện rỗi tôi nói xem cho các bạn hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu cái né tránh. Chả hiểu cái gì cả. Thôi mời các bác tiếp đi. Em lại đi mua chứng khoán một cái đấy. Ôi giời ơi, đúng rồi. Bây giờ đến tinh thần là nói thật là cạn lời rồi. Mày nói cái thằng Bình Phương này thì cạn lời rồi. Bây giờ nó đang thao thao bất tuyệt, nó nói cái gì nói, nhưng mà nó động đến anh em chúng tao, nói anh em chúng tao lại phang lại đấy, đừng có đùa, đừng có tức kiểu gì tức, nhưng mà phải nhìn đi.